Kính thưa toàn thể đồng bào, hôm nay là 19 tháng 8 năm 2016. Một lần nữa chúng tôi, y sư Trần Quang Đại, cần thông báo khẩn cấp cho đồng bào Việt Nam rất là thân thương quý mến của chúng ta ở khắp năm châu được rõ, và nhất là ở tại Việt Nam cần được biết. Kính thưa đồng bào quý mến, sau một thời gian trên 40 năm làm việc liên lũy, y sư Thánh Gióng chúng tôi đã khá chu toàn một số công việc mà cha trời Thượng Đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên Thánh thần Việt Nam chúng ta, cũng như cùng tất cả quý anh hùng chiến sĩ trận vong đã trao phó và bảo vệ tôi làm việc, phụ giúp Hội đồng Cứu nguy Việt Nam làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và kính thưa đồng bào thương mến, đứng chỉ huy lãnh đạo Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, đó chính là Cha Trời Giêsu cùng tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống đến ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta đừng có lạm dụng những đặc ân vô cùng quý giá qua sự hy sinh của Cha Trời Giêsu và của hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho chúng ta được sống. Kính thưa đồng bào thân mến, cơ trời đang chuyển, những phép lạ đã hiện ra trên mây mà Hội đồng Cứu nguy Việt Nam đã liên lỉ chụp được những hình ảnh đặc biệt. Những phép lạ cảnh báo về việc tận thế đang chuyển mình, tận thế để cư xử công bình, công bằng, bác ái cho sự sống của càn khôn, trong đó có chúng ta là con người, nhân loại. Và thưa đồng bào quý mến, có nhân loại thì phải có thiên loại, và có thiên loại thì đương nhiên phải có súc sinh, mà có súc sinh thì phải có ngạ quỷ. Kính thưa đồng bào, thế thì chúng ta học hỏi được gì về những phép lạ và những bài học vô cùng giá trị của thế giới thiên loại đã dạy dỗ chúng ta? Và đây đồng bào đang coi hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây. Đây là hình mẫu gốc, còn phía bên này là hình chúng tôi làm đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Cũng như phía bên này là hình chúng tôi làm khuôn mặt Cha Trời Giêsu đậm hơn, và đây là hình tương đối là đậm hơn chút xíu, còn đây là hình mẫu gốc khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Và đương nhiên Cha Trời Thượng Đế toàn năng sẽ nắn quả địa cầu lại cũng giống như quả banh như thế này, và Ngài đã làm nhiều lần rồi trong quá khứ. Và hiện tại thì quả địa cầu đang trong tình trạng cần được nắn lại bởi vì tội ác của nhân loại gây ra quá nhiều, và nhân loại thì bó tay trước những tội ác càng ngày càng chồng chất do lòng tham, sân si và những túi tham không đáy của con người gây ra.
Kính thưa đồng bào thân mến, đó là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chứng minh. Và sau đó Ngài cho khuôn mặt quỷ Satan hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và đây là hình ảnh khuôn mặt quỷ Satan hiện ra trên mây và cũng như hình ảnh sóng thần nước biển dâng tới mây. Và đây là hình màu gốc, còn đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Và trong đây đồng bào thấy khuôn mặt của quỷ Satan hiện ra rất rõ ràng, cùng với những luồng sóng thần kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và đặc biệt hình ảnh khuôn mặt quỷ Satan này hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Nếu chúng ta nhìn kỹ bản đồ, chúng ta thấy hình ảnh mặt quỷ Satan hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Có nghĩa rằng là trong tương lai Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, có thể ít nhất là 1/3 đất nước Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, cũng như động đất sẽ xảy ra tại đất nước Trung Cộng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, và nhất là sóng thần nước biển dâng tới mây sẽ nhận chìm 1/3, ít nhất 1/3 đất nước Trung Cộng xuống biển nước. Đây là hình ảnh rất rõ ràng, đồng bào có thể xem xét học hỏi chi tiết trên trang website của chúng ta faceGodJesusChrist.com. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi tường trình và cảnh báo lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đồng bào bá tánh nhân loại được biết. Vì thế những ai biết nhiều thứ tiếng hãy dịch ra cho đồng bào nhân loại được biết, khắp năm châu cần được biết gốc. Và hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2016. Chúng tôi tường trình một lần nữa để nhắc nhở cho đồng bào nhân loại hãy mau mắn thức tỉnh, ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. Cái đây chúng ta đừng nói chuyện lập công bồi đức, bởi vì nhân loại chúng ta tội ác nhiều lắm. Và kính thưa đồng bào quý mến, có một số đồng bào thân thương quý mến của chúng ta ở khắp nơi lên tiếng hỏi tôi về vấn đề tôi bị vu khống ma lị, hoặc là tôi vu khống ma lị ai đó, hay là ai đó đã và đang vu khống ma lị Trần Quang Đại chúng tôi. Kính thưa đồng bào thương mến, lưới trời không ai chạy thoát, và sự thật sẽ được đem ra ánh sáng. Vì thế đồng bào hãy kiên nhẫn, bởi vì y sư Trần Quang Đại chúng tôi đã và đang bị thế giới địch thù, tức là thế giới Satan bám theo vu khống mã lị, và ngay cả tìm đủ mọi cách để ám hại chúng tôi. Và đương nhiên chúng tôi được sự bảo vệ của Cha Trời Giêsu toàn thời gian, vì thế chúng tôi vẫn luôn luôn được bình an và làm việc của Ngài ban cho. Đó là việc kêu gọi nhân loại sám hối gấp. Đó là việc thông báo những sắm lệnh mới nhất của Ngài ban cho tất cả nhân loại, cũng như những sắm lệnh cảnh báo về việc tận thế đang chuyển mình. Kính thưa đồng bào thân mến, tất cả những vu khống mạ lị ở trên YouTube cũng như trên đài radio, hay là người đời ở ngoài đã vu khống chúng tôi những tội ác tày trời. Tuy nhiên trên thực tế đó là những dàn dựng sắp xếp vu khống mạ lị, bởi vì tất cả những gì họ nói không có bằng chứng, bởi vì đó là dàn dựng vu khống mạ lị. Tôi không ngạc nhiên là bởi vì tôi làm việc lãnh đạo Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam, cũng như thông báo sấm lệnh của Cha Trời Giêsu cho đồng bào nhân loại, thì đương nhiên thế giới địch thù, tức là thế giới Satan, sẽ dùng những người yếu lòng, hoặc là những người háo danh, hoặc là những người
u mê, hoặc là những người thiếu hiểu biết, hoặc là những người cuồng tín, hoặc là họ sẽ dùng những người Việt gian, hoặc là họ sẽ dùng những người cộng sản để ám hại và vu khống Mã Lị tôi bấy lâu nay, trên 20 mấy năm nay. Sự việc này rất bình thường, không có gì phải so đo, là bởi vì khi mà tôi làm việc lãnh đạo Hội đồng Cứu nguy Việt Nam, và cũng như làm việc thông báo sấm lệnh của Cha Trời Giêsu cho nhân loại được biết, nhờ đó mà nhân loại sẽ được thừa hưởng hồng ân của Cha Trời Giêsu ban cho, thì đương nhiên thế giới Satan sẽ rất là bực mình, và họ sẽ dùng tất cả những người yếu lòng, những người thiếu niềm tin, hoặc là những người chưa đủ tư cách để nghiền ngẫm về cuộc đời, cũng như nhất là chưa đủ tư cách để nghiền ngẫm về những điều dạy bảo của Cha Trời Giêsu, cũng như những điều dạy bảo của những bậc thánh hiền. Và kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa tôi nhắc cho tất cả những kẻ đó, những kẻ đang âm mưu ám hại tôi bấy lâu nay, hãy chấm dứt và hãy ăn năn sám hối khi mà quý vị còn có cơ hội. Bởi vì tất cả những gì quý vị vu khống Mã Lị tôi không có bằng chứng, ngay ở ngoài cuộc đời hoặc là ở tại tòa án, ở tại Mỹ, không có bằng chứng gì để mà chứng minh là những gì quý vị nói là sự thật. Bởi vì đối với tòa án thì giấy trắng mực đen, và những lời phát ra ở tại tòa án cũng như những ai vu khống Mã Lị ai, tòa án có giữ hồ sơ. Và hồ sơ của tôi tại tòa Family Court on County California, hồ sơ number là 95D000102, tiếng Anh đọc là 95D000102 Tran. Hồ sơ gia đình ở tại On County Family Court chưa bao giờ kết án tôi bất cứ một tội gì.